Rồi, xin chào anh chị các bạn ha. Hôm nay có vài món các bạn bán dẫn dưới hình thức chuyển khoản, giá đã bao gồm phí ship. Anh em nào thấy giá cái nào mà được với lại cái nhu cầu mình cần sử dụng á thì mua ủng hộ mình ha. Rồi. Vài bữa đồ mắc quá chắc đổi thành kênh hàng Nhật ngáo giá quá bạn. Tôi đâu ra mua trả giá nó nói mình ngáo. Đầu tiên mã số 1 một cái đôi pha 170 ngàn các bạn. Cái này nó pha cái cọc mà cái cọc này nó bể cái núm dặn ngoài nha. Với lại mình không có điện ba pha, mình không có test. Đó, nó đo từ 15 đến 500 hẹt. 100 đến 250 V này để chữ cao là gì không biết. Rồi nó như tối đa là 500 V. Giá 170. Mình lắc trong nó cái mũi tên quay nha. Đo pha không quay nè. Trong này nó quay là đó có mũi tên đó, đó lòi ra nè, lắc 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 rồi đó, ngoài nó không quay tại vì có điện ba pha để mình xác định chiều quay với mà với những cái động cơ mà đã lắp vô vô trong cái máy rồi á, mình không thể mà đấu thử được không, nhiều khi nó chạy ngược là nó hư. Đó là mình cần cái này để đo xác định chiều. Uzi. Cái này cũng khá nặng, cái vỏ nó bằng phít. 170. Mã số 2 là cây vít đóng. Đóng này size hơi lớn các bạn, 450 nha. Một cái mũi. Mũi này về cắt đôi ra xài nè. Mũi này mũi Nhật nè. Ra băng nè, còn mũi này thì xe trước mình mua xài mua đây. Cái này 450. Nó chỉ có ghi vậy thôi nè, có chữ trên cái thân này nè. Trái phải nè. À, mã số 2 450. Cái này size bự ra nặng lắm nè. Có như có xài lướt mấy cái nè. Có một hai dấu vậy. Chắc phải đổi thành hàng Nhật ngáo giá quá. À, số 3 rồi. 260 ngàn một cái mỏ hàng Nhật 48 W. Đó bên sao băng nè. Cái này mũi lớn. Mũi lớn để hàng đồ lớn. Cái mũi này để hàng đồ lớn nha, nó mài xéo luôn. Cái mũi này tới 8 ly nè, 8 ly. 48 quá, mũi 8 ly điện trở xứ nó nóng dữ lắm nha các bạn. Để hàng đồ hơi lớn lớn một chút á. Ghi điện nè, điện trở còn trắng tinh ha. Cái này thì nó bám xài thì nó bám nó dơ thôi nè. Đó, nó còn cái mã số rồi nè. Đó, mình tặng miếng chì nè. Miếng chì này chì nặng lửa để hàn với mỏ lớn này luôn. Cái mỏ này nó ghi 50 W nhưng mà nó nóng. Nó nóng với đầu to này nó phải cỡ 100 W của hàng Việt Nam đó. Hai trăm sáu các bạn. Và số 4 là một cái hộp đựng đồ nghề 290. Ở đây nó hơi bị đen đen chút rồi, còn lại ok đó. Dài là 37 3 tấc 7 á. Rộng là 22, 2 tấc 2. Cao là 1 tấc. 290 có quay sắt. Có này. Để hai cái bát để mình khóa lại. Ở ngoài thì nó hơi đen do là
nó để bãi á, còn ở trong thì còn đẹp. Trong cũng sạch sẽ. Nặng ký mấy vậy? Đi ship đi cũng hết mấy chục ngàn, 50. 450 rồi. Đó, mấy anh sao bằng 290 cho anh em trong đồ nghề. Mà số 5, món số 5 là một bộ tiếp 300 các bạn. Bộ tiếp của Nhật hết, gồm có đầu 10 nè, 12, 13, 17, 19, 21, 300. 21 này cái này bằng nhôm. Đó, hiệu Sanki top. Cái này cái gì? Cái này cái gì có chữ da băng thôi, chữ học quá. Cái này Sanki. Cái 19 là mới dài. Bộ này 300, gần đủ xài rồi. Mã số 5 300 nha. 300.000. Cái chì này nó hơi nặng lửa nè, đó mà xài mỏ này là ok luôn. Chì này như là cái loại này nó không chì. Ri giống như cái mình đang xài nè, nó ghi tiếng Nhật. Chật nó có mấy cái chì hàng mà nó bằng cái hợp kim gì á, nó không có chì để nó đỡ độc hại á. Còn chì nhỏ này thôi đút vô như nó chảy hết như. 260 nha. Cuộn này cũng còn miếng rồi nha anh em. Mã số 6, 650. Cái bơm DC 12V để cắm xe nè. Cái này có bị cấn móp nhựa miếng tróc tem nè. Rồi nó cấn cái chỗ này. Cái chỗ này rồi qua chỗ này nó rỗng không có gì hết ha. Nó rỗng nó chứa dây nè. Ha. Hào có rỗng. Con này công suất 12V của Honda, dòng tới 15A này nha anh em. Cục nguồn mình có 6A nên chạy để test thôi. Mã số 6 còn hết đó. Nhiều đó hết. Đã test hết là giá đây đã bao gồm cái ship ha. Anh em có một số anh em mới mua mình bán chuyển khoản không biết đó, đợi mình ship có thì hiện tại mình không có ship có, tại mất đồ á. Lại giá đây cũng tương đối, anh em nào cần thì xài. Cần thì mua ủng hộ mình gửi hàng đi, mình lấy tiền trước mua khác nè. Nhận chuyển khoản rồi mà có đợt thì mình gửi liền, có đợt thì một hai bữa để gom đơn hàng gửi thôi, chứ không có gì. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn lại anh em lúc sau nha.